Xin chào quý vị. Đôi khi trong kinh doanh không nhất thiết phải nghĩ ra một mô hình mới, mà chúng ta chỉ cần sắp xếp chuyên nghiệp hơn, khoa học hơn mô hình kinh doanh truyền thống cũng có thể tạo ra thành công. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều đó thông qua câu chuyện khởi nghiệp của một khách mời trong chương trình hôm nay. Vì sao mà Hải lại quyết định là xây dựng thương hiệu cho một chiếc xe đẩy bán bánh mì ở trên vỉa hè? Khi tụi em tìm hiểu cái mô hình xe đẩy vỉa hè của toàn bộ cái thị trường á, mình nhìn thấy một cái lỗ hổng mà gần như các xe đẩy vỉa hè ta chưa làm. Đó làm thế nào đó để từ hình ảnh xe đẩy đó mình làm nó chuyên nghiệp hơn, nâng cấp nó lên để làm sao để tạo ra một cái chất lượng dịch vụ 5 sao như mà ở ngay hè phố. Vậy trong quá trình xây dựng thương hiệu thì đâu là bài học quan trọng nhất mà Hải đã rút ra được? Thứ nhất là chất lượng của mình là vẫn là hàng đầu. Khi chất lượng mình ổn rồi thì dần dần á, khách hàng nó sẽ tới thường xuyên và người ta cảm thấy tin tưởng hơn. Còn thương hiệu cũng chẳng qua như một cái áo ở bên ngoài thôi. Thì mình đã đẹp sẵn thì mình khoác lên cái áo nào nó cũng đẹp.